eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôn chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trệ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Chào mừng các bạn đến với buổi tập số 3 của Gym Nữ Tâm Kinh tầng 1. Và hôm nay anh sẽ chỉ cô vi xinh đẹp này tập nhóm cơ upper body, ngực và lưng. Ngực và lưng là hai nhóm cơ đối lập cực kỳ quan trọng dành cho phụ nữ lẫn đàn ông. Thì ngày hôm trước chúng ta đã trải một buổi tập là vai, tay trước, tay sau và bụng. Thì ngày hôm nay chỉ còn hai phần này chưa tập thôi. Và tập thêm hai phần nữa là kết thúc cái phần tập gym thể hình trong cái tầng 1 này. Bữa sau chúng ta sẽ đi qua phần functional and cardio, phần đó là tập về thể lực. Vậy thì đối với một người phụ nữ thì chúng ta không cần một cái bờ lưng mà nó ghê gớm quá là ha. Nó vừa vừa hay phải thôi, nói chung là nó đừng có mở nhiều quá, nó săn chắc và nó có xẻ rảnh như đây nè. Một rảnh ngay đây. Chắc không anh? Tạm tạm, ổn ổn để từ lên dạy thêm. Nó tạo một cái rảnh ngay đây ha, và là được. Và cơ nhìn cái vai và cái lưng á, nó đừng có nó đừng có ốm quá, nó đừng có mập quá và nó đừng có thô quá nha. Để mặc váy, mặc những cái đầm mà trời nó có xẻ lưng nhìn đã luôn bạn nha. Ví dụ như vậy đi, ví dụ như bạn ra đường mà vẫn có những cái loại áo vậy mặc vô mà nhìn nó rất là cái lưng rất là sexy đúng không bạn? Rất là đẹp. Rồi tiếp tục phần ngực của phụ nữ á, thì nó khá là phức tạp, nó không giống như ngực đàn ông. Nhưng mà ngực phụ nữ á, thì trong cái giáo án này anh sẽ đi sâu vào phần ngực trên và phần ngực rãnh. Tức là mình sẽ tập cải thiện hai cái phần này. Phụ nữ thì không cần ngực dưới, cái điều đó chắc chắn. Thì ngực trên là ngực nào? Nằm ngay chỗ cái xương đòn nè. Em đứng ở đây cho nó quay em. Ngay cái xương đòn ở đây nè, nó nằm phần dưới xương đòn chút xíu, nó kêu là ngực trên. Đó là phần cái tay của Duy đang đề cập đến đó. Tức là cái ngực trên nó tập, nó sẽ làm cho bạn dày cái phần này lên. Nó dày cái phần này lên và cái áo nó sẽ nâng nè. Ví dụ như mốt bằng mặc cái áo đi chơi đó, nó lên thì cái phần ngực ở đây nó rất là đầy. Nó rất là đầy, hiểu chưa? Và tiếp tục phần ngực, cái rãnh ngực là ngay chỗ từ cái chỗ này nè, xẻ xuống dưới đây. Thì đây là cái rãnh ngực. Thì khi mà mình tập cái rãnh ngực, nó làm cho cái rãnh ngực của mình nó dày lên và nó khích lại. Nó khích lại giọt nước chảy xuống một đường một thôi. Chứ còn khi mà rảnh rồi các bạn nó bự quá, nước nó không biết chảy bên nào. Nó quẹo rồi lại. Ừ, chảy từ lừa đúng rồi. Thì phần tập ngực nó sẽ cải thiện được cái vùng trên của em. Vùng trên của em thì mặc đồ sẽ rất là sexy, em thậm chí thả rong rất là đẹp nha các bạn. Đây là cái tầm quan trọng về thể hình, về vóc dáng. Còn về tầm quan trọng về sức khỏe thì sao? Tầm quan trọng về sức khỏe thì khi mà cái cơ ngực là cái cơ đẩy. Em muốn đấm người ta hay em muốn đẩy người ta thì phải dùng cái sức mạnh cơ ngực để em đẩy. Thì thường là phụ nữ là cái nhóm cơ phần trên nó sẽ yếu, nên cái mình cần phải tập cải thiện thể lực và sức lực ở nhóm cơ trên để cho chúng ta đẩy mạnh hơn, chúng ta chống mạnh hơn. Còn cái cơ lưng là cái cơ mà có khả năng kéo. Nó kéo gì về phía sau, kéo dây thần hay là kéo cái cửa hay là kéo cái xe hay đẩy cái SH gì đó. Nó đẩy SH vào ngực, nói chung là cái phần cơ mình sẽ tập để cho tăng cái khả năng đẩy và kéo. Cũng như tăng thêm phản xạ trong cuộc sống. Thì đó là những cái lợi ích của cái buổi tập upper body ngày hôm nay mà Duy Nguyễn cũng như bạn học viên xinh đẹp này sẽ gửi đến thị phạm làm mẫu cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta. Thì phần giới thiệu đến đây cũng đã đầy đủ rồi. Thì bây giờ mình phải uống pre-workout. Uống hết pre-workout chưa? Uống rồi luôn hả? Sao lại uống sớm thế? Uống hết pre-workout vậy giờ pha intra-workout để vào buổi tập chính thức. Và bài đầu tiên là bài khó nhất, tốn thời gian nhất, đó là bài Seated Cable Row. Nhưng mà qua phần giáo án của Duy Nguyễn thì nó trở nên đơn giản. Mời các bạn theo dõi. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đến với chiếc máy BVS Seated Row. Đây là một chiếc máy quan trọng để tập lưng, tập cơ lưng. Và chúng ta ngồi vô máy, thấy không? Chúng ta ngồi vô máy với tư thế số 4. Chồm tới, cầm cây kéo. Nè, tư thế số 4 nha. Đó, mình kéo vị trí trên rốn một tí. Rồi xong rồi mình thả ra từ từ. Thả chậm hơn, giữ là một nhịp ngay đây.
xong rồi kéo vô giữ lại, hít thở. Đó. Khi ra chúng ta căng cái cơ lưng ra, khi vô nè chúng ta gồng ưỡn ngực, ép cái lưng lại, cái lưng phía sau này ép lại, điều đó là điều quan trọng nhất. Yeah. Thôi em vô em tập đi. Rồi đúng rồi, lưng là vị trí này, vị trí này và lưng dưới luôn đó, đúng rồi đó, cảm giác ép lưng chính xác đó, cảm nhận cho lưng nè, vô phải ép lưng vô nè, không em giữ lại vị trí ép một tí đi cho nhìn cho rõ, đây đó, đây là ép lưng lại, lóc lưng lại, tập nó vô phần này nè, phần cái tay anh chạm vào nè, đây phần này nó cũng có vô nhưng mà vô không nhiều, chút xíu sẽ có bài chuyên về phần này. Rồi em tập thả ra từ thả ra, em dang cái tay lên tí rồi kéo vô đi, kéo vào chứ phải thả tạ, đúng rồi. Còn khi vô á em vô từ thôi, vô chậm tí, cái cùi chỏ này nó mở cái tay lên xíu để cho nó căng cái lưng ra đó, mở tí thôi, rồi chồm, rồi khi vô mở tí chồm lên tí đó, nó tạo ra cái freeway chuyển động, rồi kéo vô, rồi thả ra từ từ chồm tí, vẫn tư thế số 4 nha, không đổi nha, rồi kéo đó, chồm vô một tí, rồi ok tốt, ok tốt. Rồi phần dạy đã xong, khác vào mình chuẩn bị qua set tập đầu tiên, chỉ là dạy thôi đó nha. Dạ. Chưa tập nha. Dạ. Rồi trước khi bước vào set tập chính thức thì chúng ta phải đeo phụ kiện vô, em có bộ tay, có cái này nữa, thọc vô một tay, xíu cái này lại, nó sẽ không có đau tay những cái bài tập kéo, còn không thì không có mấy cái này mốt tàn phai nhan sắc hết, tập gym về mới chạy hết cũng được. Rồi ok, đẹp rồi, xong em quấn, đúng rồi em quấn tay vào đó đi, chính xác. Rồi cái ngón tay cái vịn cái đầu dây lại, ngón tay cái của em á là cứ vịn cái đầu dây lại thôi, được rồi, vịn nha, ok. Rồi bên kia cũng vậy nè. Đó, rồi quấn vô. Rồi, xong em cầm tay em siết vài vòng, siết dẫn này nè. Đó, cho nó chặt lại. Rồi, ngón tay cái em vịn đầu dây. Rồi. Chuẩn bị về tư thế số 1 kéo bình thường thôi. Về tư thế số 1. Rồi, tốt. Điểm đi. 2. Không cần bóp mạnh cái cây quá, em có dây rồi, em cầm vừa, quan trọng ngón tay cái của em á, ngón tay cái của em vịn đầu dây thôi, em không cần phải bóp nặng cái cây quá. 3 4 đúng rồi, 5 6 giữ lại, vô một cái phải giữ. Rồi 7 rồi tiếp ra giữ lại cái, 8 9 rồi tiếp, đừng giữ lâu quá mỏi. 10 rồi ok, thả ra giữ lại rồi thả vô luôn đi, đau tay đúng không, có dây sao đau được, em có dây á là cái dây nó chịu lực là chính, em chỉ cần ngón tay cái em vịn cái đầu dây chứ đừng có tuột thôi, còn 5 ngón kia em cầm hờ vậy nè là được rồi, cái dây nó lôi thôi à, chứ còn không bình thường em bóp cái tay vô em sẽ bóp cái tay rất là nặng nó mới kéo được, tay sẽ bị đau hả? Em không những đau mà nó còn dây nữa nè, 1 đường 2 đường 3 đường 4 đường 1 đường, 2 đường, 3 đường, 4 đường. Mà đàn bà ăn gái tay với anh nữa thôi làm ăn gì nữa. Rồi ok, rồi ra cái đầu rồi đó. Nè đếm nè, 1 2 tốt, 3 tốt quá, 4 cố lên, 5 6 7 cố lên, 8 9 10 rồi thả cho từ nè, thả từ từ giữ lại ráng giữ lại đi, rồi thả cứ từ từ mà giữ rồi ok tốt, 1 2 3 vô, 2 3 4 5
6 7 8 tốt quá, hai cái nữa, 9 10, giữ lại. Rồi, thả ra từ từ, thả ra từ, kết thúc, thả ra từ từ, kết thúc luôn. Đó, chồng người tới, 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 chính xác. Rồi, tốt. Rồi, tạm biệt BBS Cystic Fibrosis. Bây giờ chúng ta qua với bài Bắt Attention. Tiếp tục bài tập lưng thứ hai á, là anh giới thiệu với em bài BBD Bắt Attention. Thì đây là một cái bài tập rất là tốt cho phần cơ lưng dưới. Cơ lưng dưới là cơ này nè, chuyên phần này vừa khỏe mà vừa có rảnh ở đây nữa nè, mà vừa khỏe cái lưng. Bài tập là khỏe lưng là chính ha. Còn phần hồi nãy nó vừa khỏe mà vừa lo cơ với lo mỡ cho đây nữa. Còn riêng lưng dưới là độ khỏe lưng, nó giúp cho mình không bị đau lưng, không có bị yếu khi mình khiêng đồ nặng, nó bị trật lưng này nọ kia, rất là nguy hiểm cho cuộc sống. Nếu mà cái lưng dưới em yếu là cái như toan á. Rồi vô đây em, đơn giản thôi à, bài này tập relax vui lắm. Tư thế số 4, đạp lên cây, đạp lên cây dùng cái ống chân nè, chịu lực, thấy không? Dạ. Tư thế số 4 đó, gập người xuống, gập người xuống, người gần chạm đùi, ngã ra, gồng cái bụng, phải gồng cái bụng với cái lưng. Dạ. Rồi, gập người, tại gần chạm dừng lại, hít thở nè. Đó, cái chân có cảm giác là đạp cái cây luôn em. Đạp cái cây luôn. Rồi, thử đi em. Dễ thôi. Rồi, 1, chính xác. Rồi, 2, 3, đúng, tập đúng rồi đó, biết giữ được nhịp rồi đó. 4, 5, tốt quá. 6, 7, 8, 9, 10, giữ tí. Rồi, cái cuối lên từ 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 từ, thả từ 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 từ, thả tại vô luôn. Cứ từ 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 theo sức của mình rồi thả 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 thả. Rồi, tốt quá. Lên tại em ơi. Rồi dứt. Lên, cố lên, có 7 kg 10 cái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, giữ. Rồi đó, từ 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 chỉnh sạc. Rồi, bơm xăng lên 2 cục em ơi. Được. 4 cục em ơi. 5 cục cũng được nữa. 5 cục luôn không? Đúng rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5 cục. Chưa hết. Tại vì ở đây là buổi tập đầu tiên các bạn, nên khối lượng tạ chưa chính xác. Không, mà hiểu không? Tức là đây là buổi tập đầu tiên trong cuộc đời tập tạ của bạn học viên này đến với máy này. Thì lúc đầu bạn sợ, bạn tập vừa vừa thôi à. Nhưng mà thật ra cái sức của bạn nó phi thường hơn, nên ngày hôm nay bạn mới bộc lộ bản chất. Và cái buổi tập ngày tiếp theo của cái máy này là chắc chắn là Diệu Huyền không cho tập chỗ đó rồi. Sao vậy? Nha. Tôi nhớ mà, mức tạ đang là 180 nè, 180 bao. Là bữa sau cho tập đi từ 150. Ý ghê vậy? Chứ sao, tập cho nó mới đúng. Ok. Rồi, 1, 2, 3. Nặng lắm mấy bạn, 165 bao á, 180 luôn rồi đó. 2. Ngày xưa em quỳ quen rồi đấy. 3 4 5 6 7 Phô có chỗ tạ bạn ơi. 8 9 cuối nè, 10 giữ.
Rồi đó, từ. Rồi, kết thúc. Tạm biệt cái máy này, chúng ta sẽ qua máy khác. Bây giờ bài tập lưng xô rồi, tiếp theo á là bài lat pull down. Đây là một cái cơ chế đặc biệt để nó tập cái phần cơ dưới nách mình nè. Đó. Đúng rồi, thứ nhất nó làm cho em cái nách nó có cơ, và thứ hai nó tan, nó mở cái vùng này. Đó, nó tan mở vùng này để nó bổ trợ cho cái lưng, nó tạo thành một cái nguyên một cái mảng lưng cho nó đẹp. Đó, thì trong phần tập lưng nó có hai cơ chế quan trọng, đó là row là nằm ngồi kéo kéo đây nè. Thứ hai á là lat pull down. Thì bây giờ chúng ta lao qua lat pull down. Đây là một cái động tác freeway lat pull down rất là tốt, được thực hiện trên máy BBS 245. Máy này tập rất là tốt nên mới giới thiệu em máy này. Rồi, cứ quỳ thẳng cũng được, quỳ xéo xéo nhanh thì cũng được, đúng không? Rồi, vị trí này vị trí trên cao nè. Kéo xuống, kéo, ép cái lưng vô nè, thấy cái lưng anh ép lại không? Đó, ép cái lưng vô. Ok. Nè, thở. À. Cũng tương đối dễ tập thôi, không có gì khó khăn đâu em. Còn nếu mà em cao quá thì mình chỉnh cái này thêm một mức nữa cho nó cao lên. Chỉnh này thêm một mức nữa cho nó cao lên, để cho nó kéo ác hơn. Rồi, vô. Nổi không? Đó, đúng rồi đó. Rồi, dứt, kéo xuống. Rồi, ok, tốt, lên. Bài này dễ tập. 2. Đó. Chính xác, phải có động tác giữ lại vậy đó. Ok. 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 Đó, tập phần lưng này quan trọng lắm em. Đó. Đúng rồi. 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 Ok. Mức tạ này nhẹ hay nặng? Vừa đó. Vừa hả? Chỉ vừa lên. Thôi vừa vừa lên cục đi tập thiệt, nãy nháp mà. Bao giờ là set đầu tiên là anh cũng để cho em vô để kiểm tra form, kiểm tra hít thở, kiểm tra em còn sai cái gì không. Set đã chưa có tập, thì bây giờ khi nào kiểm tra đúng hết rồi đó thì em mới bắt đầu tập. Và bây giờ là set đầu tiên, chúng ta có 3 set ở bài này. Xuống. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Cái người của em nên, cái đầu của em á, nên có sự thay đổi. Khi mà mình kéo xuống á là mình ngửa ra như nè, mình ép nó vô nhiều. Còn khi lên á là mình chồm vô. Đó. Đó. Bao giờ mình cũng cái động tác kéo xô á, mình thường mình thả người nó dập dìu theo động tác kéo. Kéo xuống vậy ngửa ra một tí, còn lên mình theo nó mình đưa cái người mình vào. Cái đầu mình cứ cúi xuống để cho nó căng nhiều. Tất cả mọi chuyện mình làm để cho gia tăng cái sự căng cơ và gia tăng cái sự ép cơ. Set thứ hai bắt đầu. Dứt. 1 2 3 đó, 4 đó, 5 chính xác, 6 7 8 9 10. Tốt, chỉ còn set nữa thôi. Set cuối. Đến với cái bài tập lat pull down trên máy BBS 245 Truck Handle Sport. 2 3 4 5 6 7 lên giữ lại tí em. 8 ok. 9 10.
giữ luôn 3 giây. 1 từ giữ căng cúi đầu, ok cúi xuống cho nó căng này nè, thấy không? 2 3 4 5 6 chán bỏ, chán thì gắt lên em, đủ rồi gắt lên rồi tốt. Chúng ta sẽ tập một bài cuối cùng của lưng, vừa mang tính chất thư giãn, vừa mang tính chất ép cơ, vừa mang tính chất cắt nét. Đó là có tên là cũng là pull down, nhưng mà tray arm pull down, ta thẳng cái tay. Ở cái động tác này nè, là khi mà xuống á, là cái vị trí á, tư thế số 1, em gồng, em ép cái lưng ưỡn ngực ra, ok, đó, nó gần ra như vậy, nó mới là cái đúng của tray arm, chứ còn không tập hoàn toàn bậy bạ không à. Nè, em tưởng tượng em cầm một dây nha, em lôi dây đó, sao cho nó ra được cái vị trí lưng này nè, đó, ưỡn ngực, đó. Đó là cách tập tray arm. Bây giờ vô tập thử cho em coi. Đứng sao cũng được hết, thấy không? Nè, đứng dậy, cầm vuốt. Đó, cái tay của mình nó chạm vào đùi, ngực ưỡn ra, thở. Đó, đứng xa một tí cũng được, thấy không? Lên có thể chu hay gì đó, chuyện đó không quan trọng. Ok, thoải mái, căng cơ là được. Xuống, gồng nguyên cái lưng luôn, giữ lại, ok rồi, nhẹ nhẹ thôi em, vô thử đi em chỉnh cho, khá chua chứ không phải dễ đâu. Rồi tư thế số 1, ok thẳng cái tay ra chỗ đẹp, ưỡn ngực ra đó. Quan trọng ăn tiền là cái dưới là phải ưỡn ngực ra, ưỡn ngực ra nó mới lóc cái lưng lại. Rồi, đúng, chính xác, lên. Nhức không? Anh hỏi này, ép vô nhức thì khỏi hỏi rồi. Rồi lên. Lên này, chỗ này nhức không? Căng ra nhức không? Nếu mà chưa nhức em phải đưa cái mông đằng sau. Em phải đưa cái mông đằng sau để kéo căng cái lưng ra nó mới nhức. Ờ. Nó ăn tiền có hai điểm, điểm vô thì em đúng rồi. Nhưng mà giờ cái điểm đi đưa tay ra là nó phải nhức cái phần ở đây thì nó mới đúng nha. Rồi dứt thử coi. Ok. Đó, đúng rồi đó. Thẳng tay, ừ. Ok. 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 Cái lên của em nó chưa có được mượt. Nè, cái vô xuống là đúng rồi, mà cái lên á nó đang ở tư thế này đúng không? Lên thì thả ra lên vậy cho nó mượt nè. Chứ hồi nãy cái lên của em nó cà giật mà nó chưa có mượt thì nó gượng lắm. Nè, xuống vậy là đúng không bạn cãi? Lên. Lên thì đang hiểu không? Thì cứ gặp người xuống một xíu. Đưa lên bình thường thôi. Đó, xong mình lôi xuống. Ok, tập lại cái lên. Chỉ như master luôn rồi. Ủa đổi bên hay đâu hả? Cái sao gương coi sao. Ờ, rồi sao gương đi. Rồi lên nè. Nó chưa được mượt. Lên thẳng tay em. Rồi tập đi. Kéo xuống không đúng rồi, kéo thẳng, không có kéo cong vậy. Kéo là cái động tác nó gì nè. Nó thẳng. Rồi kéo đúng rồi đó, lên. Lên nguyên cánh luôn, ờ. Đừng, lên nguyên cánh luôn. Lên nguyên cánh nhưng mà cùi chỏ nè. Cùi chỏ bây giờ nó phải vậy đó. Xuống. Xuống thẳng, dán xuống thẳng. Ok. Rồi lên, đó. Được rồi, chưa được đẹp lắm. Nhưng mà anh đây có nhức không? Rồi, tập đi. Từ từ, hiểu à. Đó, xuống chuẩn. Lên chưa chuẩn. Em lên, em cứ tập cái tay nó cong như này. Ừ, em lên, em cứ nó đang vậy đúng không? Em lên đi. Lên là cái nách mình lên nè. Tức là cái tay của nó lên nguyên cái cánh nè. Đó, xuống dày, xong rồi lên dày. Xuống dày, xong lên dày chứ không phải là cái chỗ nó cong cong đưa tay lên. Rồi. Cái cùi chỏ em chưa đúng á, nên nó sai. Xuống lên thì cùi chỏ nó không chỉa ra ngoài gì hết á. Nè, xuống nè. Khi xuống cùi chỏ nó đang chỉa ra ngoài đúng không? Cứ xuống nè, nè em nhìn cái tay nè. Khi xuống là cái tay nó cùi chỏ nó chỉa ra ngoài vậy nè. Nó chỉa ra ngoài vậy thì nó lên luôn á thì nó mới mượt. Rồi lên luôn. Nó được mượt hơn rồi đó. Cầm thế này
Cầm thế nào cũng được, không quan trọng. Rồi đó, nó mượt hơn rồi đó. Lên, vừa quên bà động tác lóc dữ luôn rồi. Rồi xuống đi, xuống nè, giữ cái lưng cũng lóc, cái lưng ưỡn ngực ra, lóc cái lưng lại đó. Rồi rồi, mệt rồi nghỉ đi nè, hả không, rõ nè, kéo xuống nè, giữ rồi không, rồi xong rồi nó lên lại thôi chứ có gì đâu. Đó, cô chỏ phải chỉa ra ngoài chứ không phải nằm dậy làm gì, kéo không có đúng nè, nó cầm bình thường nè, nó cong rộng quá vậy, đúng không? Rồi xuống, lóc luôn lại, lên đó, nó tự nhiên mà. Cô chỏ nó chỉa ra ngoài nó mới căng cái lưng, chứ còn cô chỏ nó chỉa đất nó không căng cái lưng. Rồi đó, ok, lên từ từ thôi, đừng có nhanh quá. Rồi tập luôn đi, 4 5 6 7 8 9, ừ, 10, đúng rồi, lên. Rồi còn một set nữa thôi, cái này tập, đây tập 3 set thôi. Rồi set thứ 3 nha. Rồi đúng rồi đó, cái động tác vô của em chuẩn rồi, không bàn cãi. Rồi dứt xuống, ok, 3 4 5 6 7, kháng lên, 8 kháng lên, 9, ok, cái nữa kháng lên, 10, giữ giữ cái còng luôn, tạo cái form này luôn, ừ đó, mỏi tay căng ra, còng tới lúc mỏi luôn. Má nó tạ, má ai, má tạ hả? Má em. Rồi bài tập đầu tiên của nhóm cơ ngực ngày hôm nay là chúng ta tập đẩy ngực trên máy BBS chest press, là cơ chế đẩy ngực đó, giúp cho ngực của em nó ok đó, đẩy gì khỏe, khỏe ngực, dày ngực lên, tăng sự phát triển cơ ngực nha. Đầu tiên là mình chỉnh cái ghế này cho nó phù hợp tùy vào vị trí chiều cao, không, bằng cái cây trên đây là chỉnh cái độ căng của cơ. Rồi chúng ta cầm vị trí này đó, ngồi tư thế số 4, đẩy thẳng ra, thở vô, nè số 4 nè, vô là phải số 4 nè, căng cơ ngực ưỡn ra, lóc lưng lại, đẩy. Đây, cái tay cầm này nó freeway nha. Đây tay cầm freeway. Rồi em thấp hơn anh tí, chắc anh nhích lên miếng. Đó, bật cái này lên nè, nhích lên miếng. Nhích lên một miếng. Rồi cái này là nó chính xác hết rồi, đúng rồi. Chốt này nó chính xác hết rồi. Đầu vô thử coi. Rồi đúng rồi. Rồi nhớ vô lóc cái lưng, ưỡn ngực ra. Rồi đúng rồi. Đúng, nhưng mà cái ghế nó hơi sai, cái vị trí nó chưa tự nhiên. Ghế cao quá đúng không? Đúng rồi. Rồi chúng ta đến với set đầu tiên của bài đẩy ngực chest press. Rồi cố lên. Yeah. Đúng rồi. Ok. Từ vô cái tay nè. Thấp thêm tí. Đó. Cái ống tay nó phải thẳng nha. Đúng rồi. Rồi dứt. 5 6 7 8 9 10. Rồi vô từ từ căng ra, đừng buông sớm quá, căng từ từ lóc ưỡn ngực ra. Đó. Đó. Phải ưỡn ngực ra nó mới vô. Đây, có cái tool cho em giúp đẩy ngực ok hơn nè, em làm giống anh nè. Thọt con tay cái vô. Nè. Dạ.
Da gì mà da? Đó. Không. Đó. Một tay, tay kia cũng vậy. Trời. Vậy nó đẩy mà đã. Đẩy đã. Ừ. Rồi. Không. Nè. Một vô. Nó sẽ hơi tê tê tay một chút nó mới đúng nha. Chứ em muốn lỏng quá. Hôm nay em quấn tụ nó. Ừ. Lỏng. Muốn lỏng nó không có vô. Rồi. Quất. Rồi, 1, 2, 3, đẩy ạ. Ừ. Đúng rồi, 2 3 4 5 vô ưỡn ngực lóc lưng, đúng rồi, 6 7 mang lên 8, ừ 9 10, giữ. Rồi, vô từ từ nè. Cái cuối đẩy ra nó đã, đẩy. Ừ. 1, 2, 3 2 rồi 3 4 không đỡ luôn ha, 5 6 cố lên, 7 vô tập trung nha, 8 9 cái cuối nè. Rồi vô thu lại từ 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 dán căng cái cảm giác này, căng đuối thả ra. Yeah. Ok, tốt. Đã. Trời ơi, có bao nhiêu đâu, 3-4kg đó. Còn bây giờ chúng ta chỉnh cái ghế này về vị trí tập ngực, tức là ngực trên hồi nãy nói đó. Tập chuyên về phần ngực trên, phần này rất là quan trọng, em phải tập trung phần này. Yeah. Còn cái phần hồi nãy đẩy là ngực toàn diện luôn, nó trải đều cả trên cả giữa luôn. Nó bài đó nó dễ tập, nó dễ hình dung, nên mình tập bài đó để cho nó có tác động toàn diện cái ngực và cái tay. Còn cái phần này nè, nó vô phần trên nhiều hơn. Ở đây là cái phần mà em yêu thích đây. Phải cố gắng tập 3 set. Rồi chỉnh ghế. Nó kéo cái này ra. Chỉnh cũng vị trí 30 độ. Đây, vị trí này. Rồi vị trí này tiếp tục chúng ta chỉnh cái này. Chúng ta chỉnh cái này chúng ta phải nằm vào. Đó, rồi chúng ta chỉnh. Em kéo giùm anh chốt vàng vàng đằng kia kìa. Đó, chỉnh về vị trí mà cho nó căng nhất. Căng rồi, em đây căng rồi đó. Vị trí này được rồi đó. Rồi, xong rồi từ đó đó, chúng ta cầm ở đâu cũng được hết đó, tùy vào người thấp hay người cao. Đó, chúng ta cầm vào. Chúng ta đẩy lên vị trí nè. Cái chân. Cái gót chân nó phải chịu lực, nó truyền lực lên đùi. Xong rồi mông nó chịu lực trên ghế nữa. Xong rồi cái vai của mình chịu lực trên ghế nữa, ba vị trí chịu lực. Một là gót chân, hai là mông, ba là vai. Rồi chúng ta lóc cái lưng này lại, lóc cái lưng bị tư thế số 4 á, lóc cái lưng ưỡn cái ngực. Rồi chúng ta đẩy lên. Ok, đó, đẩy lên. Rồi xong rồi xuống. Ống tay, cái ống tay là cái bên này nè. Đó, ống tay này nó phải vuông, nó phải thẳng, nó không được xéo. Mà chút xíu đi anh sẽ chỉ em phần đó. Đó, xuống tới đây. Ưỡn ngực. Ưỡn ngực. Ưỡn ngực. Ok, lên thở ra. Động tác chest rất là quan trọng. Đây là bài Multi Press. Multi Press. Chest Press. Em mở lại tạ được không? Thì em cứ vô thử. Em thử coi cái mức em nó như thế nào. Rồi. Đó, đẩy lên. Nè, từ từ anh chỉnh cái vị trí xuống nè. Em có đẩy lên đúng rồi. Nè, xuống. Đó, cái ống tay nó phải thẳng nè. Cái tay này nó nên khép vô tí. Ok. Vừa vừa thôi, nó để cho nó còn trạng thái tự nhiên chứ. Rồi đẩy lên. Rồi tập đi. Thử coi. Hình như có vẻ là nó chưa hết răng của em. Chỉnh thêm một tí nữa. Rồi. Như vậy lên sẽ khó đúng không? Lên sẽ khó mới cần có con PT. Nó lên khó nhưng mà tập tốt. Đây. Một. Anh sẽ phụ em lên. Một, hai, ba. Lên. Đó. Nhưng mà xuống sâu hết nhất mức có thể của em. Rồi đẩy lên. Đó. Đây, nó vô phần này rất là nhiều đây. Rồi, tiếp. Nè, phần ngón tay của mình này nha các bạn. Đây. Tiếp đi em, cứ tập đi. Đây. Đây là phần ngực. Ngực nó khác bú, khác nó khác bú nha. Bú là nói về tiếng mở, tiếng này tiếng kia. Ngực ta nói về cơ. Bởi vì nhiều khi nói xem ngực nó khác xem bú. Được rồi em, này là nháp làm quen thôi.
cái này làm quen thôi, cái này là hướng dẫn thôi, thở đúng, coi kiểm tra động tác chỉnh form chỉnh viết đồ, ok hết. Giờ vô set thứ nhất, lên 2 3 4 5 6 chụp vô 7 8 9 10 rồi xong set thứ nhất tốt rồi, cầm trong đúng rồi. 1 2 3 lên 2 đỡ đâu, khi nào em nặng lắm đỡ nhé. 4 5 6 7 8 9 10 ok ok tốt. Set cuối 75 pound 10 rep. 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 cái đó. Ok. Rồi, quá tốt. Bài rest chua nhất hôm nay chúng ta đã vượt qua. Và bây giờ chúng ta đến với máy personal tuyệt vời BB Rest 245 để tập bài ngực còn lại. Rồi, ngực nó có hai cơ chế quan trọng là cơ chế press và cơ chế fly. Hồi nãy mình đẩy ra là press, còn bây giờ mình ép vô là fly. Đẩy nó làm dày ngực, khỏe cơ ngực, khỏe cơ tay luôn. Nhưng mà ép vô nó làm dày cái phần phía trong. Hồi nãy đó là phần phía trong nha. Rồi, đầu tiên chúng ta chỉnh cái vị trí này về mức này cho nó vừa phải. Gái tập mức đầu tiên luôn, anh thì ép vô trong một tí, phần nữ thì tập nhẹ nhẹ thôi ha. Bài này nó khó ở chỗ cầm tạ. Rồi đầu tiên chúng ta ngồi vô máy. Đó, cái tay chúng ta cầm nè, chéo một góc tí, đừng có cầm dày. Ngồi sao anh, vẫn tư thế vậy. Tư thế số 4. Dạ. Ta còn tư thế số 4 hết nè. Đó, chéo. Rồi chúng ta dùng lực nè, ép vô. Rồi, anh bị sai. Sai chỗ là cái cùi chỏ nó cao quá nè. Cùi chỏ nó cao hơn cái vai, anh có cảm giác cùi chỏ nó cao bằng vai hơn vai đó. Nói chung là cái này sai là do lỗi ghế thấp. Đó, để chúng ta bóp càng nữa. Nó lên một lúc rồi, giờ nó ok, nó chuẩn hơn rồi nè. Ép vô, ép vô cho hai này gần chạm vào, giữ lại một giây. Khi vô vị trí số 4, ở ngực lóc lưng, nè ép ngực nha, nhớ tập trung não đầu óc mình suy nghĩ về ngực. Ép vô ha. Đó, bài này sẽ tương đối nó khó tập cho nữ, tại vì nữ lực cơ ngực yếu nên ép vô nó sẽ khó. Để test lực em thử coi tập bài này được hay không được, qua bài khác. Cho một cục thôi. Nói chung là tập bài này không được cũng có nhục đâu em. Em nghĩ là sẽ tập khỏi cục nào hết, nó mệt quá. Rồi tập đi. Anh cứ nói một cục đi cho nó xoan. Giang tay về được chưa anh? Rồi, hỏi không? Đó, vô đây, ok. Đó, đúng rồi đó, vô đúng, mà ra coi sao. Ok. Có quá nặng không? Không, anh thử bỏ coi. Em phải kiểm soát lại, đừng cho nó đập vào. Còn nếu mà đập vào thì nếu mà em căng được cái đó thì em cho này vào một tí. Tập trung vô. Nó lại ngang rồi nè. Ok, đó, tay nó thẳng như vậy nè. Vị trí này đúng. Sao cái này nó cứ đu đu vậy ta? Tại nó freeway mà. Thôi, vô. Ok, tay cũng cong gì cũng được. Từ từ nó lực mạnh hơn đi rồi mình chỉnh tiếp. Cùi chỏ dãnh ra. Rồi.
thả đi để em tự tập của nó đó. Rồi. Thôi thôi, từ từ cho nó quen động tác đi. Vậy bài này tập 2 set thôi. À, tùy vào khi mà các bạn PT cho nữ á, thì tùy vào thể lực của nữ á, bài này như thế nào để mình tính. Nếu mà nữ tập được thì ok, tập không được á, thì mình tập cho làm quen. Còn bạn không trải bước làm quen thì muôn đời tập cũng được. Tập làm quen tức là sao? Tức là PT hỗ trợ hơi bị nhiệt tình á. Nè, vô tập làm quen nha. Rồi, 1. Rồi. Rồi, vô đúng rồi đó. 2. Rồi. 3. Đúng rồi. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rồi thả ra. Đúng rồi đó. Đó, không có gì chỉ vậy nó hiểu rồi đó. Không có bước rồi đó, nó không hiểu được bước này. Đó. Ok. Khi vô nó hơi xấu thôi, ra đúng rồi đó, vô thẳng tay một tí. Ờ. Đó, vô chuẩn rồi đó. 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 Cái động tác vô không nói nữa. Này nè, ra nè, cái nó thẳng ra vài tí, nó thẳng cái tay ra một tí. Đừng nữa tới đó thẳng quá. Tức là cùi chỏ mình dẫn cong. Cái động tác vô thì em làm đúng rồi, không bàn cãi nữa. Còn cái ra đó, hồi nãy em ra cái tay nó nhìn này nó không được đẹp lắm. Thẳng thẳng ra vậy. Ra là phải thẳng này hả? Thẳng băng. Ra là ra đấy anh nè. Ra là anh nè. Tức là em cái tay em ra anh mới kêu là ra. Đó, tức là ra là thứ nhất là hai cái này nó chạm vào nhau nè. Rồi xong rồi cái tay của mình nó vuốt vậy nè. Cái góc nó thẳng như vậy chứ không phải là nó cong cong vậy. Cái này đúng rồi. Cái trong không nói nữa, nói cái ngoài á. Ờ. À, không phải vậy, thẳng quá. Ờ, à, nó cỡ cỡ vậy được. Cùi chỏ nó phải chĩa ra hai bên vậy nè. Vì quá xấu. Ờ. À, cùi chỏ bây giờ nó phải chĩa ra hai bên hết, cùi chỏ nó không được xuống vậy. Cái động tác vô của em là đúng rồi. Chỉ còn động tác ra chỉ được đẹp thôi. Ra cái coi. Đó, đẹp rồi đó. Đó. Ok. Có tiếp thu. Được, được. Đó. Nó tập được nhiều cái nhiều. Đó, khá rồi đó. Ồ. Em đâu có ngờ là tập được bài này đúng không? Hồi nãy vô bài này em còn chạy. Đó. Đó, ok rồi đó. Ra căng giữ lại. Ờ, à, giữ lại, giữ nó lâu còn tốt. Đó. Không, chuẩn. Được rồi, bài này chắc là được rồi đấy. Học được bài này mừng lắm đó các bạn, không phải giỡn đâu. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em một cái bài tập cuối cùng của cơ ngực, và cũng là cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay luôn. Đó là phần ép ngực. Cũng là ép ngực, nhưng mà cái ép ngực này nó khác cái bên kia. Cái ép ngực, cái máy hồi nãy em tập, nó thứ nhất là nó khó tập, thứ hai là nó ép phần trên. Còn cái này nó dễ tập hơn và nó ép phần giữa. Đó. Nói chung là giữa hay trên tùy cách mình chỉnh, nhưng mà vị trí của anh chỉnh ở đây á là đang ép phần giữa với phần dưới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện động tác giống như hồi nãy thôi. Cầm, bước ra bước hai bước. Đó. Đứng như vậy hoặc đứng như vậy tùy thích. Không, anh đứng vậy hơn. Rồi, cùi chỏ nè, cùi chỏ chĩa đằng sau nha. Cùi chỏ luôn chĩa đằng sau. Rồi. Đây là động tác mình đang dang rồi nè, căng cơ ngực. Rồi mình ép vô, thở ra. Hai tay chạm vào. Đó, hai tay chạm vào nha. Nó nhìn vô kính kìa, chỉnh kìa ha. Nó ép vô. Đó, mày giữ lại ha. Căng ra. Rồi, vô. Đương nhiên phải bé hơn rồi, hai cục thôi. Hai cục với cục trên là ba cục. Rồi, vô đi em. Bài này có tập là BBMS245 Jet Flies. Có thể màu đóng mặt chữ 2 nữa. 2 là nói về vị trí này. Còn medium thì vị trí thấp hơn. Còn low là vị trí dưới, low tập vai. Rồi tập đi em. Chuẩn. 1, đúng rồi. 2, ok. 3 4
5 Ok, 6 7 Tốt 8 9 Ráng kiểm soát 10 giữ lại. Rồi xong rồi ra giữ nữa nè. Ra tới vị trí căng nhất giữ lại. Đó, ra tới vị trí căng nhất giữ lại. Giống như bài khởi động của đầu tập vậy đó. Rồi khi mà em mệt rồi đó, em đi vô từ 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 từ, em gác tạ vô. Em lùi lại thôi, không cần quay đầu đâu. Đó. Đó. Tốt. Tốt. Rồi, set cuối. Cố lên. Thôi, tập đi. Vô. Tụi chỏ chỉa ra ngoài. Đúng rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tốt. Giữ lại. Giữ nè, thẳng cái tay ra nè. Đó, cái chỏ này có lực nè. Ok, rồi xong. Thả ra từ 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 từ. Căng ra nè. Rồi mệt đó thì đi vô. Rồi xong, kết thúc rồi đó, kết thúc buổi tập ngày hôm nay là cơ lưng này chắc cũng phê rồi. Rồi cơ ngực thì chắc cũng banh rồi. Bây giờ xuống dưới chúng ta tập cơ cardio nữa. Xong rồi còn cơ xông hơi nữa nha các bạn. Chờ đó. Rồi hôm nay là cái ngày chúng ta tập ngực dưới lưng, nên chúng ta sẽ cardio với một thiết bị phù hợp, đó là bài rô. Bài rô này cardio rất vô lưng. Lưng mà mấy cái máy rô là một trong những máy tập cardio rất tốt, nhưng mà nhiều người không biết. Vậy hả? Phải không? Mà ở đây thiết bị quá trời thì chúng ta phải tập. Máy rô tập lưng, đang chỉ cho rô nè, rô đúng cách nè. Em ngoéo hết tay rồi. Rồi, cứ chơi đi, cứ kéo đi, cứ kéo bình thường đi. Đó. Rồi. Đó, vô là cái lưng nè, ép lại nè. Đó, rồi, ok. Cứ tập từ từ hơn, không cần nhanh. Nhanh quá nó sẽ mệt. Tập cardio, tập từ từ thôi. Từ từ, nhẹ nhàng, tình cảm. Rô, kéo 10 phút. Thè lưỡi luôn. Thôi rồi, cố gắng đi nha. Thôi, cố gắng đi, anh cũng tập góp vui chương trình cho coi nè. Tay giang rộng yêu em bằng tất cả, đời thành công trên muôn ngả tình say, gym mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây, cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay như tuôn chảy trong bầu trời danh vọng, theo định lý gym dành cho cuộc sống, anh thả đam mê vào chốn phòng gym bằng cả tình yêu khói óc và con tim. Chiều sâu có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ, đôi tay gym không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ. Biến tham vọng thành sự thật khát khao, nhất body nhất danh vọng nhất thành công, nhất tình si lãng mạn em muốn không. Trong phòng gym dẫu có đúng sai, nhưng thực kết trăm người chỉ hướng về một. Đi xây dựng đời gym mơ đích thực, bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền uy, đầy oai phong ôm trọn cả núi sông, ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa, địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai, hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung khi bên ta em xứng danh mỹ nữ. Ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thi.
đến với màn uống boss vào cao sau tập. Nói chung thì anh hướng dẫn gym một người nào đó thì người đó phải chịu khó đầu tư anh mới hướng dẫn, chứ còn chuyện mà tập uống nước lạnh không giờ anh chỉ hết. Anh vô anh tụt cảm hứng lắm, đó nói thiệt. Ok. Bởi vậy nhiều khi anh nói là thôi, mình gặp nhau là cái duyên đúng không, mình chơi với nhau nó phải hết mình. Chơi gì đâu mà có một sư phụ biết như vậy, chơi gì đâu mà tập uống nước lạnh này nọ kia thứ, thôi nhìn nó quể quải tập uống sung vậy chứ anh trời. Phải không? Phải không? Đây bữa nay em review coi, anh tập với anh bữa nay là bữa thứ 3 đúng không? Thì hai bữa kia về nhức kinh không? Nhức lắm, nhức không, đêm không ăn ngày không ăn đêm không ngủ anh. Ghê vậy? Ừ. Quá đáng. Thật. Em 3 giờ đêm vẫn không ngủ được. Nói vậy à? Nói vậy cho tập gym nữa trời. Mới nó vậy đó anh. Chắc chứ về... bình thường là tập quen rồi là thích đó. Chắc về nhớ hôm nào mới tính 3 giờ đêm cũng ngủ chứ. Em bây giờ em mới tập xong cái này em nhức cái nách luôn. Ấy ừ. Nhức cái lưng không? Nhức cái lưng. Nhức cái này không? Có nhức. Đau trên này cũng được nè, trên nè. Nó nhức từ đây sang trên nè. Ok, có đau ở đây nè. Đau. Đau không? Bữa tập vai này bớt chưa? Đụng như mấy con ê ê đúng không? Đụng như con ê ê đúng, nhưng mà giờ buông ra là hết ê. Hết rồi. Còn bây giờ cái lưng của em là không đụng gì nó cũng vẫn ê. Tối nay về nó sẽ nhức. Ngày mai nó vẫn rất nhức, em quơ tay quơ chân nó nhức kinh lắm. Ngực cũng vậy. Đó, em quay không được đâu. Tập phần trên nó vậy đó. Không cái này, tập cái, phần bữa nay. Bữa nay là thứ 7. Hôm nay thứ 7, chủ nhật thứ 2. Cái này phải tới thứ 3 nó mới hết nhất. Nhất kì. Rồi vậy nhờ sức với nhờ máy xịn, nhờ thầy xịn nó mới nhất vậy thôi, chứ bình thường sao nhất được. Bình thường nhất xương thấy mồ luôn, nhất khớp là toang luôn. Thầy xịn nên là dậy xịn quá. Rồi nhất khớp là toang luôn. Thầy phải chắc phải sai sai. Nhiều nước đúng không? Nhưng mà thật sự uống vậy nó mới ok. Uống như vậy mới đã luôn. Uống như vậy nó mới đúng. Thật ra còn... em cũng thích uống như vậy đó, uống như vậy nó đẹp da, nhưng mà căn bản là đường đi xa quá. Thì tốt xíu rồi lên ép nước ra. Ép nước bằng máy xong bằng xông hơi, hôm nay xông hơi sữa rồi. Hết thoát khí ra ngoài rồi. Sữa sạch sạch đẹp chưa? Để sạch đẹp thì chưa đẹp lắm, nhưng mà nói chung là nó ngon rồi. Đó, lên xông hơi chứ còn rất rum này nó các kiểu mà cho thoải mái rồi về đường xa làm gì? Đằng nào cũng tới đúng không? Mất công đến đây tập ở đàng hoàng đúng không? Sao? Chứ đến THL gym mà tập không có đúng. Không, em đúng rồi, phải tập đàng hoàng. Mất công tới đây lội mưa lội gió đến đây. Nước ngập mặt đúng không? Đó, các bạn thấy tôi chịu khó chưa? Thơm, thơm. Mấy đứa có khi nào tập đứng đi đơ thế này không? Làm gì đứng đơ thế này? Mấy đứa em có hôn thánh này không? Không gì có. Thật không? Thôi. Tập là chỉ đẹp luôn, đẹp như này thôi đúng không? Ừ, đẹp như này thôi, liên như nó luôn. Ồ, ok. Chứ làm gì có chuyện mất đơ. Em sẽ cố gắng đi như bạn ấy. Ờ, ok, vô. Rồi. Muốn liên như, muốn liên như bạn này thì phải uống liên body. Chuẩn luôn đó. Phải uống liên body nó mới liên như bạn này. Không vô. Uống là không liên, mẹ phải tập. Rồi, chuẩn bị đi xông hơi nè. Đi xông hơi thì bọn này không quay video được nha các bạn. Không quay hả? Em tưởng quay xông hơi cho mọi người coi cho nó xong thấy kích thích cho nó đã. Nó đi bọt bỏ bú luôn á chứ. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.